Thưa quý vị, bây giờ vẫn còn một tài năng nữa chưa xuất hiện trên sân khấu. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với thí sinh cuối cùng của ngày hôm nay. Wow. Mọi người xem hoạt động video clip mọi người sẽ ấn tượng với điều gì? Nhưng mà nhìn bà thì thấy chắc chắn là bà rất là lớn tuổi dạ, rồi. Dạ lớn. Và bà cũng đã phải trải qua rất là nhiều vất vả. Nếu em nói vậy thì em đoán bà khoảng bao nhiêu tuổi? Em nghĩ là phải hơn 80. Con là nghĩ là khoảng 91, 92 á. Thì đó, dạ. Từ đó trở lên thôi chứ không thể nào dưới không được. Không dưới được. Nếu tôi đoán không lầm bà khoảng 78, 79 thôi. Vì cái người mà dân nhìn có miền vẻ miền Tây. Mà nếu mà thật sự bà làm bằng cái nghề gọi là tuốt lá đó dừa đó thì đúng là với cái lứa tuổi đó và với cái da dẻ đó thì sẽ làm cho bà càng ngày càng khàn hơn so với số tuổi. Vì vậy cho nên là thôi bây giờ mình cứ xem năm cái gợi ý đi. Xin mời gợi ý của chương trình. Thấy chưa? Cô hai đầm 77 tuổi. A. Chuốt cọng dừa nhanh. B. Leo cây dừa. C. Ăn bắp nhanh. Còn răng đâu nữa ăn. D. Leo cây chuối. Trời ơi chuối mà sao leo được. Và E. Trời ơi. Khui nắp chuối bằng miệng. Trời ơi. Ác thiệt. Còn ác thiệt chứ. Biên tập kỳ thiệt á. Nhưng mà thấy thương bà quá à. Tại vì số tuổi đó mà nhiều người xuất hiện tại chương trình đó, họ chưa có lão hóa nhiều đến mức như vậy. Thì thấy rõ ràng là những cái người ở miền Tây 60 mấy tuổi là khằn dữ lắm. Nhưng tâm hồn của họ rất là trẻ trung và họ rất là yêu đời. Khui nắp chai bằng miệng. Trời ơi, cây chuối, cây chuối sao leo. Ăn bắp nhanh nữa. Nhanh nữa, trời không có răng mà đòi ăn bắp. Mà kêu bà leo họ cũng không được. Không lẽ là phương án A chuốt cọng dừa giống như là trong cái đoạn clip đó mà mình coi. Chắc vậy chắc luôn á. Cũng còn có thể là đáp án B nữa. Leo cây dừa. Tại sao ạ? Vì tay chân của bà rất chắc. Thường ở dưới quê leo cây dừa là chuyện bình thường. Bà ở tỉnh nào? Ở miền Tây. Trương Dạ, biết không? Bà ở tỉnh Trà Vinh ạ. À. Trà Vinh là bánh tét. Trà Vinh ít có dừa nhiều lắm. Rồi, thôi chốt lại đi. Bên này chốt cái gì? Dạ. Đáp án em nghĩ là, con nghĩ là theo cái linh cảm con là bánh tét. Gì bánh tét? Dạ, đó Vinh. Bánh là bờ, con chọn đáp án B. Hay quá. Leo cây dừa đúng không? Leo cây dừa hả? Đúng rồi, tại vì con thấy một trường hợp là có một bác tầm 79 tuổi là 81 tuổi gì đó, là ở miền Tây mà có khả năng leo dừa rất là nhanh, mà chỉ cần cộng dây thôi bà loạt cho lên cây dừa rồi. Đúng là ở đây thì chỉ có đáp án A và B thì mình cần phải cân nhắc thôi. Còn ba kia là thấy nó bị phi thực tế nhiều quá rồi. Thôi bây giờ hai đội mình á chọn A với B đi, kiểu gì cũng có một đội đúng mà. Đúng rồi, chọn mình thử A đi. Mình chọn A. Ok, mình chọn A. Rồi bên kia chọn B. Rồi bên này chọn B. Về để xem tài năng thực sự của cô Đầm mang đến chương trình sẽ là gì. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng xem đoạn clip sau. Rồi leo cái dừa. Rồi. Dừa nhiều đó cô bác ơi, thấy dừa nhiều không? Mà không phải dừa bánh trang nha, vì chị Vinh. Ở chị Vinh, Vinh Hòa, mới nhiều vậy đó. Vườn dừa này lớn lắm. Tôi leo cô bác bẻ quá uống nha. Mấy trà tôi bẻ cho uống. Mấy trái. Dạ hai trái. Năm trái ha. Năm trái. Chính xác đủ năm trái. Bẻ năm trái. Năm mà bẻ sáu cũng được nữa, cho dư. Cô tên là Nguyễn Huy Đàm, 77 tuổi. Thấy không? Hồi xưa tôi bẻ dừa là hồi 15 tuổi. Treo lên bẻ thì mất tầm dây. Không có mình hà. Rồi xuống, xuống người ta dưới người ta mở. Mở mình qua cây khác người bẻ. Mà cái nào gần á, thì mình bắt cây ngang này là đi qua. Là từ cây này qua cây kia luôn dạ. Đó. Bắt cây qua thôi. Rồi. Wow. Vậy mà ban tin biên tập nó là lần đầu á, mới leo thì nó hơi chập chững. Vì nó còn chưa rành. Mà leo khoảng tháng ở ngoài rồi cũng như leo cũng như đi đất nè.
không có nhầm gì hết trơn. Thích chắc trời, thích lắm à. Cái nghề dừa là ngoại thích lắm à. Trời ơi, ngoại mà leo, ngày nào không leo không được đâu. Bây giờ có buồn gì đâu, thấy cây dừa mắc leo, mà đáng cho. Wow. Nhà chú Tổng, vô vườn ké rồi vừa về để gốc. Đi bộ không, lộ bộ, lộ khi giác rồi té lăn cụ chúng mình. Giác dục quá nó vừa rồi ngồi cười ên, cười cũng chết dắt dò á. Mà chú giỏi á thì một tháng được 50. Mà hải dở thì 20, 30, cái này có 40 kg là gần tháng. Có đáp án này luôn. Cháu nhìn cháu Út. Cháu Út đi mần không có nhà. Trời ơi, nó 46 tuổi rồi đó, không có vợ. Sống chịu cái vợ. Nó hỏi vậy là má phải già con qua cho má. Hồi xưa ngoại leo một ngày cả chục cây á. Leo á, bị nó khỏe đó. Leo dữ lắm. Mà leo xuống không có mệt. Thì hồi đó con gái mần không mệt. Mần rồi là rồi à. Mà giờ mà không nổi. Hết nổi rồi. Giờ mần hai xuống thở như tát lát. Quá bể. Vậy chứ 77 tuổi rồi, còn 3 tuổi nó 80 rồi còn gì nữa. Mà không biết sống được tới đó không. Ngày nào hay ngày nấy. Có nhiều. Ngoại ơi. Ơi. Con ngoại leo vừa đua. Ờ, leo leo chứ. Chơi không? Chơi. Chơi luôn ha. Chơi đi. Nhưng mà con sức thanh niên cho nên con leo cái cao. Rồi. Mày leo cái thấp ha. Ừ, chơi nha. Chơi luôn. Chơi. Bây giờ chơi trọng tài điếm 1, 2, 3, con trọng tài luôn cho. Ừ. Chơi nè. Chơi. Được chưa nghe, con điếm mấy con leo nha. Ừ. Được chưa? Chơi hết á. 1, 2, 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với cô Hai Đầm đến từ Trà Vinh. Dạ. Dạ. Dạ, được con chào bà. Dạ, chào mấy chú. Chào bà. Dạ, con chào bà. Bà ơi, bà có hay lên thành phố không ạ? Không có đâu cô ơi. Tôi từ nhỏ ra lớn mới lần thứ nhất à. Lần đầu tiên. Wow. Ừ, mới lần thứ nhất à. Hồi nào bây giờ bà chỉ ở Trà Vinh thôi. Ừ. Bởi vì anh ra đi không biết đừng đi. Vậy còn cái con mà anh của cái anh mà con của bà đâu? Cái con mà anh của bà. Con tôi hả? Dạ. Con tôi nó không có đi đâu, có đứa cháu đi theo nè. Còn à. Con tôi nói nhà mất mận chuyện. Dạ, tại nãy con thấy trong đoạn video clip đó là bà nói là có một cái cậu con trai là năm nay là lớn là 40 mấy tuổi rồi. Ờ, 46 tuổi rồi. Ảnh làm nghề gì vậy bà? Nó bẻ dừa chú ơi. Cũng bẻ dừa nữa. Ờ, nó bẻ dừa trà khô á. Một tháng thì là thu nhập của anh nó được bao nhiêu? Nó bẻ có khi á là một tháng cũng được 2 triệu, 2 triệu mấy. Mà nó ngay á, con tôi thì nó không chịu với vợ. Nó tôi ở vậy, con ở vậy con nuôi má, thấy già luôn. Quá. Anh lấy vợ thì anh cũng nuôi dạ, đúng bà được mà bà. Nó bây giờ nó sợ vợ, sợ dâu bây giờ nó phải như hồi đó đâu. Bà, em rồi. Ngồi xích ra đi, à. Em ngồi xích ra đi. Tự nhiên bà nói cho nó cái bà nhìn qua con. Bà ơi, con xin thưa với bà là con của bà sợ dĩ mà không có lấy vợ không phải vì cái lẽ đó đâu. Mà con nghĩ là con của bà đã dành hết tất cả những cái tình thương dành cho bà à, là một rồi. Đứa con rất hiếu thảo dạ, đó à. Bà ơi dạ. Dạ bà leo dừa từ năm bao nhiêu tuổi à? Và bà leo bao lâu rồi? Tôi leo dừa hồi 15 tuổi rồi. Dạ 15 tuổi. Cho tới bây giờ là 62 năm. 62 năm leo dừa. Nhưng mà con hỏi thiệt là bây giờ ở cái tuổi của bà nè, hiện tại bây giờ bà vẫn leo dừa hàng ngày hay là lâu lâu mình leo chơi cho đỡ nhớ thôi mà? Ờ bây giờ
chập hồi đó đó ha, thì bà leo mỗi ngày mỗi ngày. Dạ. Còn bây giờ thì bà ít cái leo. Nó lâu mình. Nguyên con nó gầy nó không cho leo. Sợ. Dạ, nó lo sợ. Sợ. À, nó gũi té là khổ. Nó má ơi thôi đừng có buôn bán gì nữa hết á, ở nhà mấy chú cộng đi rồi con mần con nuôi. Đó. Con nói thiệt là cái hạnh phúc của bà là có một người con cùng hiếu thảo như vậy. Mặc dù đó nhìn bà là da đồi mồi hết rồi, tóc bạc hết rồi, nhưng mà con thấy được ở nhà trong bên trong bà đó rất là lạc quan. Cái tinh thần đó con rất là thích. Lúc nãy con nghe bà nói con này con rất là mắc cười. Dạ. Nhưng mà rất là vui đó là bây giờ mà gặp cái dừa là muốn leo lắm mà nó không cho. Phải leo, mắt leo lắm, cái kiểu người miền Tây của tụi con là hay như vậy. Chứ nó làm như mình quen rồi, nó nhớ ngứa dò đó. Vậy là cái bữa mà quay clip á là phải đợi ảnh đi làm lén leo. Nói đi rồi tôi nhà tôi leo là gì nó hay nó là. Con thấy là anh lo là đúng á bà. Ừ, thì tại phải vì vậy vì mình leo như vậy thì nó rất là nguy hiểm và lại không có ai ở leo, nhà hết. Má ơi đừng leo nó già cả gỗ tan cái khổ cho con dạ. Lắm. Dạ đúng rồi thôi. Con nó nói vậy mình biết rồi thôi. Lâu lâu mình ngứa mình ra mình chà cái chân vô cây dừa cái thôi mình đi vô đúng nha rồi. Bà. Gãi gãi được rồi. Rồi không cần phải leo đâu bà. Nghỉ leo rồi. Con mới ở nhà là ngoài trừ leo cây dừa vậy bà có còn leo cây gì khác không bà? Leo cây cao. Cây cao cũng leo được hả? Ừ được. Leo cây chuối có leo được. Được luôn nữa. Trời ơi cây chuối cũng leo được. Leo cũng được hết trơn. Từ ra ba thứ rồi tôi leo được hết. Cũng làm nài leo vậy đó. Dạ. Chuối thì tôi leo tôi bẻ hết chuối. Dạ. Còn cao rồi leo lên bẻ cao. Nhưng mà cây nào là khó leo nhất bà? Chuối là khó leo nhất. Cây chuối nó trơn. Ờ trơn. Tại vì cây chuối nó cũng không có chắc. Nó mềm. Mình leo lên nó gãy liền. Không có gãy, nó ngay nó cứng mà nhưng mà nó trơn. Nó trơn lắm. Câu nó không dính. À, mình có dính. Cái thế nó mới dính. Thật sự bản thân con thì con rất là thích sự mộc mạc chân thành của bà. Như cái câu bà nói là leo mệt quá thở cái thắt lát á. Đúng kiểu miền Tây, tại con như miền Tây. Con rất muốn là con sẽ tặng bà một món quà. Dạ. Nên con sẽ trích số tiền ngày hôm nay con quay hình là 10 triệu. Xong con tặng riêng cho bà số tiền riêng của con. Mong đây sẽ là món quà. Rất hay, rất có ý nghĩa. Và con của mẹ đã trưởng thành rồi, đã biết sống với người khác rồi. Mẹ rất là tự hào về con. Ở cái tuổi của bà như vậy mà cái da dẻ mình bị vậy là thứ nhất là do cái nắng, cái gió với lại cái khó của người miền Tây. Phải rồi, da háp quá, cho mình da háp. Nhưng mà con thấy là bà rất trẻ ở một cái chỗ. Đó chính là ở trong cái tâm hồn và cái sức sống mà bà mang lại. Ngay cả những cái câu mà bà nói ra, con nói thiệt nha, rất là lạc quan, yêu đời. Nói chung là ngày hôm nay bà đến với chương trình tụi con vui quá. Thiệt là cái tinh thần mà bà mang đến nó nhiều năng lượng quá. Và bây giờ thì chương trình tụi con có một cái món quà nho nhỏ muốn gửi đến bà. Dạ. Con mời bà, mình sẽ đứng bên này ạ. Con mời bà. Dạ mình... Dạ. Thưa bà, ở đây chương trình của tụi con muốn gửi đến bà một món quà. Dạ. Đó là một chiếc TV. Dạ. 40 inch. Mình giữ à, trong mình dữ lắm. Dạ. Nhà không có. Dạ. Với chiếc TV này á là những cái lúc mà bà chuốt dừa đó mở là... coi. Dạ đúng. Mở thay coi, vì mình ngồi mở buồn coi. Thì bây giờ mình coi chương trình Mãi Mãi Thanh Xuân. Xong rồi đó, mình chuốt nó vui hơn. Nhà không có gì hết trơn. Nó buồn rồi chuốt cộng buồn bỏ đi chơi. Rồi có cái này là vui vui rồi đó. Bà mình chuốt cộng mà mình buồn là bà hay bị ngứa chân. Bà lại đi ra đó, leo đó, leo dừa. Cái này là bây giờ mình ngứa chân là mình vô mình coi TV. Mà nói mình ngứa chân vậy chứ mình cũng giữ tâm hồn của mình. Dạ đúng rồi. Mình dạ. đâu có hốt tốt được. Nếu mà hốt tốt á, té rủi ai lo cho mình. Đúng. Dạ đúng. Bà phải giữ sức khỏe. Phải giữ. Dạ vâng, tụi con có một cái lời chúc gửi đến bà. Là tụi con mong bà lúc nào cũng sẽ mãi mãi trẻ, khỏe như thế này. Và đặc biệt là tinh thần mãi mãi thanh xuân.